sẽ có mây. Trời ơi, lên đỏ quá, gặp đúng mây rồi. Ở đây trong bản này gồm 50 hộ dân ạ. 50 hộ dân à? Ừ. Người ta hay đùa với nhau, bản Cù Vai Yên Bái chính là phố núi của mây, quả không sai một chút nào. Bản Cù Vai của Yên Bái còn khá xa lạ đối với khách du lịch thập phương. Tuy nhiên, đây chắc chắn là điểm đến mà khiến ai cũng sẽ phải yêu thích bởi vì nét hiền hậu cũng như khung cảnh bồn lai của chốn núi rừng Cù Vai. Cái tên Cù Vai này được đặt theo tiếng Thái, nó có nghĩa là dải mây vắt ngang qua trời, thể hiện được cái địa hình cũng như là cái khung cảnh của mây trời Cù Vai. Lúc đầu mình cũng nghĩ là vào việc săn mây ở đây thật là khó khăn. Tuy nhiên khi đến lượt mình đến đây thì thật là may mắn, mình đã gặp được rất là nhiều mây. Và mình tin là các bạn cũng sẽ có cơ hội được như mình, được đắm chìm trong những cảnh mây tuyệt đẹp như thế này. Các bạn có thấy bản Cù Vai nhìn giống như một sân bay dã chiến giữa mênh mông biển mây không? Dành cho các bạn chưa biết thì bản Cù Vai là một bản tái định cư do mảnh đất trước đây của họ bị sạt lở nên nhà nước đã quyết tâm đầu tư và san lấp mặt bằng ở trên này để tạo thành một cái khu định cư mới để người dân có một cuộc sống ổn định hơn. Còn lý do tại sao ở trên cao như thế này thì thực sự mình cũng không biết. Ok, đó là một vài những cái thông tin cơ bản. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng mình đến với bản Cù Vai. Chúng ta sẽ cùng khám phá xem đâu là thời điểm thích hợp nhất để đến đây săn mây, cũng như là sẽ trò chuyện với lại một số người dân ở đây để chúng ta có thể biết nhiều hơn những thông tin về mảnh đất đáng yêu này nhé. Let's go! Bản Cù Vai cách thành phố Hà Nội 250 km và cách trung tâm của huyện Trạm Tấu chỉ khoảng 6-8 km. Từ trung tâm xã thì các bạn phải vượt qua một con đường khá là quanh co khúc khuỷu để lên được đến với lại bản Cù Vai. Nếu thực sự bạn muốn đến thăm bản Cù Vai thì hãy chọn một ngày trời nắng đẹp để đi nhé. Bởi vì con đường ở trên đỉnh thì nó vẫn còn là đường đất nên là nếu mà khi mà trời mưa ấy, thì nó sẽ khá là bùn lầy, rất là khó đi. Nên nếu các bạn đi vào một ngày nắng ráo thì sẽ đỡ vất vả hơn đấy nhé. Chết rồi, chúng ta sẽ có mây, trời ơi, lên đỏ quá, gặp đúng mây. Đỏ quá kìa bạn. Đỏ quá. Trên này lúc mấy giờ đẹp nhất đấy? Trên này lúc mà trên này bây giờ mấy giờ? 9, bây giờ 10 giờ rồi. 10 giờ rồi? Ừ. Ủa, trên này phải tầm lúc 9 giờ. 9 giờ à? 9 giờ hay là 8, hơn 8 giờ là bắt đầu đẹp nữa. Là đẹp. Nó có lên đến đây không anh? Nó lên lên đến cây thông kìa. Bằng cây thông kìa. Bằng cây thông lên. Là nó lên kiểu các cua phản luôn đấy. À thế? Đấy. Phẳng luôn. Phẳng luôn. Wow. Phản luôn mà giờ phải dài như bên kia. Nó phải dài như kia nhỉ? Đấy, phải dài như kia, nó phản luôn dài như kia. Cho nên là lúc 8 rưỡi 9 giờ là đẹp. Là nó kiểu chiếu hết sang bên này. Vâng. Là nó phải trắng tưng như bên kia. Dạng ra, xoay hết cánh ra. Xoay hết cánh ra. Mở hai bên trên trước, kéo ra ngoài. Hai kia kéo xuống. Ờ, thêm biết cháu tên là gì? Cháu tên là Y. Y năm nay bao tuổi rồi? 14 tuổi. À, 14 tuổi lớn rồi nhỉ? Cháu bây giờ cháu đang học lớp mấy nhỉ? 14 cháu tuổi. Lớp 9 ạ. À, lớp 9 à? Học có cách đây có sao không? Có 8 km ạ. 8 km ạ? Vâng. Trên này thì lúc nào đẹp nhất? Lúc nào nhiều mây nhất? Buổi sáng sớm sớm này. Sáng sớm là mấy khoảng mấy giờ? Tầm khoảng 6-7 giờ đó. 6-7 giờ à? Vâng. Thì mây nó sẽ lên kín cả chỗ này không? Vâng. Thành biển mây luôn hả? Vâng.
Y có thể giới thiệu qua về ở đây một chút, ở đây có bao nhiêu hộ dân? Ở đây trong bản này gồm 50 hộ dân ạ. Cái đường dây điện này ở đây mắc lâu chưa Y? Được 3 tháng rồi chú. 3 tháng à? Vâng. Thế mới nhỉ? Ừ. Cho mọi người mới có điện thôi. Có mấy hộ làm thôi. Có mấy hộ làm á? Vâng. Tức là ai làm thì mới được dùng điện à? Vâng. Còn ai không làm nó không được dùng. Vâng. Mấy hộ góp 1 triệu dưới hoặc 2 triệu đi làm. Bây giờ mà những hộ kia muốn được dùng điện thì làm nào? Thì phải góp tiền nhau đi làm. Lại phải đi làm lại à? Vâng. Làm đường dây khác à? Vâng. Còn phải làm chung chứ nhỉ? Bảo thì ai cũng không muốn làm nhỉ. Đến lúc có điện thì ai cũng thích dùng không? Đúng rồi. Thú vị nhỉ? Ừ. Năm nay hoa đào cũng nở rồi, đẹp. Sao vậy? Ờ nhờ, hoa đào chưa nở thật này. Như năm trước là hay ra hết đường đào này. Ở bên dưới là rất nhiều đào đúng không? Bây giờ họ chặt cành, họ bán hết, đâm ra là nó không còn đẹp như ngày xưa đúng không? Cái bản này là mọi người chuyển đến đây lâu chưa nhỉ? 2010 sao? 2010 à? Vì chú nhớ là cái bản này là mọi người được di rời đến đây mà đúng không? Vâng. Đúng không? Trước đây thì mọi người là ở đoạn nào? Ở đoạn bên kia. Ở sườn núi bên kia. Thế sao bên này có thấy vui hơn không? Có. Vui hơn nhỉ? Vui và đẹp hơn. Đẹp hơn hả? Vâng. À. Công nhận cái bản này thực sự là bản của Y rất là đẹp luôn đấy. Vâng. Chú đi nhiều bản nhưng mà chú thích bản này nhất. Thực... Còn cái núi trên kia này chú. Hả? Núi trên kia người ta gọi là núi hổ. Đâu? Đấy, đấy chỉ cho chú cái đấy hay đấy. Đâu? Núi nào nhỉ? Cái núi trên kia. Cao nhất kia gì? Vâng, cái mà chỉ có bên à, kia, kia vâng. Cái mỏm ở vâng. Giữa kia thấp thấp kia. Vâng. Sao gọi là núi hổ? À, giúp đi làm đường lên du lịch thì gặp có hổ. Một anh làm YouTube là núi hổ Cô Vai. À, anh gọi là núi hổ Cô Vai á? Vâng. Thế còn bên này là núi gì? Bên này á? Ừ? Bên này cháu không biết, cháu chỉ biết trên này thôi. Đâu? Thế bên này tên là gì? Tachinho. À, Tachinho đây à? Cái đỉnh Tachinho đây à? Kia ở trung tâm xã của cháu. Đâu? Trung tâm xã ở cháu còn. Ủa? Lên đỉnh ta. Trung tâm xã tít gì kìa? Vâng. Còn lên đỉnh Tachinho ở Mỏ Chi là ở mà chỗ trên kia. Cái chỗ nhiều mây kia mới là Tachinho đúng không? Vâng. Đi từ sáng 7 giờ đi là đến trên kia 1-2 giờ chiều. 1-2 giờ chiều. Vâng. Bọn cháu thả dê, thả bò, thả ngựa trên kia. Ồ, xa thế à? Sao đi xa vậy? Xa cháu đi lần nào mà cũng phải 3 đến 4 gói muối, ít gạo, mấy gói mì lên trên kia để ăn, để cho muối cho dê với ngựa với bò ăn. Kia là trung tâm xã Trạm Tấu à? Trung tâm xã Xà Hồ. À, xã Xà Hồ chứ không phải Trạm Tấu à? Trạm Tấu dưới cây 17. Kia là Xà Hồ. Ở đây mọi người ăn Tết mọi người sẽ có đặc sản. Có mổ lợn với mổ lợn và gà. Bắt đầu từ hôm nay đi à, mổ lợn. À hôm nay là hai mấy Tết nhỉ? 28 à? Xong cháu muốn đi học xa rồi. Muốn đi xuống Hà Nội học à? Ừ. Trình độ kém quá. Không sao, phải từ từ, cứ chăm học là được, không sao hết. Ừ. Không sao hết. Thế có người yêu chưa? Cháu vẫn chưa. Muốn làm gì nào? Sau này cháu muốn làm cái YouTube như chú. Muốn làm cái YouTube như chú à? Sao có thích đi du lịch không? Có. Có hả? Thế cố gắng học thật giỏi vào nhá. Cố gắng nhớ thực hiện nhá. Ừ. Hy vọng sau này chú cháu mình sẽ gặp nhau ở đâu đấy. À. Hẹn gặp lại. Hello, giới thiệu anh em khách sạn là nhà nghỉ Sinh Hảo. Số điện thoại là 0975 326 234. Phòng ở đây mình ở phòng đơn là 200.000. Phòng ở đây thì được cái là sạch sẽ. Mỗi tầng có 9 phòng. Đây chính là phòng của mình. Phòng này thì 200.000 nha, sạch sẽ. Chẳng qua là phòng sạch nhưng mà do mình bày bừa thôi. Có một cái tủ bằng nhôm. TV à, ổ điện ở đây có cái ba rắc tha hồ sạc. À, cái bình nước nóng này rất là nhanh, chỉ một lúc một tí là đã nóng và nóng có thể tắm rồi đấy. Nước bồn cầu thì rất là sạch sẽ.
đứng ở đây thì buổi sáng thì các bạn có thể nhìn ra biển mây ở phía bên trên kia. Bây giờ là 12 giờ rồi, nó đã không còn nhiều mây như lúc sáng nữa. Lúc sáng có nắng thì nhìn đây cũng đã đẹp rồi. Còn lên trên bản Kuvai thì đẹp không phải nghĩ luôn. Tôi sẽ chuẩn bị đi ăn và đi di chuyển sang Sapa. Tạm biệt và hẹn lại anh em ở Sapa. Giới thiệu cho các bạn một quán ăn ngon ở đây là nhà hàng Lưu Dung. Nhà to thế nhỉ? Đây có nhiều món lắm, có cơm này, cá này, cơm cá thịt, có món lòng lợn. Đây là cô Dung. Cô Dung chuyên chửi trừ khách. Đấy, chưa chỉ khách mà bắt khách ăn nhiều, không tính tiền thêm, bắt ăn nhiều hơn. Phải ăn nhiều mới được về, ăn ít không được về. Ăn ít không được đi.